Dạ vâng, hiện tại thì em đang đứng cái khu vực giếng trời của một căn nhà cấp 4 tại phường Tân Lập thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một vị trí trung tâm nha quý cô chú anh chị. Bên này thì có các cái chú chim đang hót về bay lượn. Gia chủ thì họ có nuôi mấy con chim chào mào. Căn nhà hôm nay em review thực sự đến cho quý cô chú anh chị là với giá trị là tới 24 tỷ. Còn thương lượng cho quý cô chú anh chị thiện chí với tổng diện tích là 109,9 m². Nói chung là vị trí này rất là đắc địa nha quý cô chú anh chị, phù hợp buôn bán kinh doanh, nói chung là hoặc là xây khách sạn, căn hộ cho thuê. Nói chung là một vị trí quá là tuyệt vời luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị ưng cái vị trí này thì hãy inbox cho em với số điện thoại là 0356004325 nhé. Nói chung là cái căn nhà này thì cũng có đầy đủ công năng có thể là để ở được. Nói chung là hiện tại thì gia chủ đang cho em gái của mình đang làm bên uốn tóc. Nói chung ở vị trí này thì kinh doanh thì cũng rất là ok. Bây giờ thì em sẽ đi tổng quan về cái căn nhà cho quý cô chú anh chị cùng xem và. Dạ vâng, đây là cái sổ của căn nhà. Bây giờ thì em sẽ nói qua cái thông tin của sổ cho quý cô chú anh chị cùng biết ha. Căn nhà này thì nó nằm trên thửa đất số là 52, tờ bản đồ số là số 8. Địa chỉ là số 19 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với tổng diện tích là 109,9 m². Hình thức là sử dụng chung. Mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Sử dụng chung là tại vì là đất này là đất của bố mẹ để lại cho con cái nha quý cô chú anh chị. Sau này quý cô chú anh chị mua thì anh em trong nhà thì họ sẽ ra công chứng thôi. Nên vấn đề này cũng quý cô chú anh chị cũng an tâm ha. Tại vì họ đã thống nhất bán rồi. Nhà này thì nhà cấp 4. Nói chung là lúc trước xây dựng trên diện tích là 99,8 m². Diện tích sàn là 99,8 luôn, tại vì là nhà cấp 4. Còn cái bên mặt này mình sẽ nói qua cho quý cô chú anh chị cũng biết luôn. Thì căn nhà này thì có hướng là hướng hướng Tây. Nằm trong khoảng Tây luôn nha quý cô chú anh chị. Nằm trên con đường Tô Hiến Thành là hơn 15 mét, gần 16 mét. Rất là rộng rãi luôn. Đặc biệt là cái con đường này là cái con đường kinh doanh buôn bán, nói chung là rất là sầm uất luôn. Tập trung rất là nhiều khách du lịch như là như hiện tại là bây giờ là khách Hàn Quốc là rất là nhiều. Phố này là phố đi bộ của khách du lịch nên là mình có thể đa kinh doanh đa ngành nghề luôn. Nói chung tùy vào cái nhu cầu và của quý cô chú anh chị. Căn nhà thì nhà cấp 4 thì mình có thể tận dụng kinh doanh cũng được. Còn không thì quý cô chú anh chị có thể là đập phá xây lại. Mình xây căn hộ hay là khách sạn mini hay là mình làm nhà hàng, quán ăn gì đó. Nói chung tùy vào cái nhu cầu của quý cô chú anh chị. Mặt tiền ngang nó là gần 3 mét rưỡi nha quý cô chú anh chị. Thì nói chung cái này là một cái nhược điểm của cái khu này, nếu mà rộng hơn là tuyệt vời hơn. Nhưng mà cái vị trí trung tâm của trung tâm thì với mặt tiền ngang hơn gần 3 mét rưỡi thì cũng khá là dài là rộng. Dạ vâng, đây là khu vực giếng trời này. Gia chủ thì họ có trồng cây, nói chung là khu vực rất là sáng sủa. Di chuyển đi vô phía sau này là có nhà vệ sinh đó. Nói chung là chủ yếu là bán đất tặng nhà thôi nha quý cô chú anh chị. Cái căn nhà này với mặt tiền ngang á, là gần 3 mét rưỡi đó. Hướng là hướng Tây. Có bên này thì có một phòng ngủ riêng. Phòng ngủ riêng thì trước này thì cũng có phòng ngủ nữa. Ở trên gác thì cũng có không gian ở trên đó thì mình cũng có thể tận dụng để làm phòng ngủ hoặc là để đồ. Nói chung là chủ yếu là bán đất tặng nhà thôi nha quý cô chú chị. Tại vì cái căn nhà này thì cũng khá là cũ rồi, xây thì cũng mấy chục năm rồi đó. Không gian này thì ngủ nè. Bây giờ thì em sẽ di chuyển qua mặt trước cho quý cô chú chị cùng xem ha.
Đây là không gian phòng thờ và khách. Con đường Tô Hiến Thành này, đường này thì gần 16 mét nha quý cô chú anh chị, đường thông thoáng các hướng luôn, vị trí trung tâm của trung tâm. Di chuyển lên phía trên này một tí thì có chợ xóm mới, cùng đường này là con đường kinh doanh rất sầm uất nha quý cô chú anh chị, nên là cái vị trí căn nhà này thì rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị đầu tư hoặc là xây căn hộ hoặc là kinh doanh buôn bán, nói chung là tùy vào nhu cầu của quý cô chú anh chị ạ. Đây là tổng quan cái căn nhà cấp 4 này. Đây, số 19 Tô Hiến Thành. Dạ vâng, đây là vị trí căn nhà nhìn từ Google Maps. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ cái vị trí các cái tiện ích từ Google Maps cho quý cô chú anh chị cùng biết ha. Mà cái vị trí này thì em chia sẻ thì nói chung có những vị trí thì con đường thì nó hơi đi vòng một tí nha quý cô chú anh chị, nên là mình trừ hao ra một khoản một tí xíu tùy vào cái con đường, ví dụ như là đường cong quẹo, con những đường thẳng thì nó sẽ chính xác. Đó, như cái từ vị trí căn nhà này nằm trên mặt tiền đường Tô Hiến Thành này, đường di chuyển hướng đi lên này là đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Thúc Kháng di chuyển đi lên phía trên này là chợ này. Đó, chỗ này là chợ xóm mới. Nói chung là vị trí trung tâm của trung tâm, nên là quý cô chú anh chị cũng biết rồi, nó quá trời tiện ích luôn. Di chuyển hướng này thì ra đường Lê Thánh Tôn, đi xuống biển thì chỗ tháp Trầm Hương nè là 481 m. Thì nếu mà mình đi vòng qua này thì hơn 500 m nha quý cô chú anh chị. Đâu tầm đó thì tầm 500, hơn 400. Đây lên chợ, nên chợ là tầm 300 m. Đó. Nói chung là khu vực bàn cờ này, các cái trục đường của khu bàn cờ là Ngô Đức Kế, Trịnh Phong, Hồng Bàng, vân vân. Di chuyển ra trục đường là đường Lê Thánh Tôn, đi lên chỗ ngã 6, chỗ nhà thờ đá này, Nguyễn Trãi này, đây. Di chuyển lên trên này là ga Nha Trang. Lên ga Nha Trang thì khoảng độ là một cây số 3. Di chuyển đi thẳng lên trên này là đường 23 tháng 10 lên chùa Long Sơn này. Chỗ này là khu vực Lotte Mart này. Lotte Mart thì tầm hơn 2 cây số. Di chuyển lên nút giao thông Ngọc Hội luôn. Lên khu vực này là khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. Trên khu đô thị Vĩnh Điềm Trung thì có siêu thị Go. Bên này thì có bệnh viện chỗ gần siêu thị Go đây. Đây, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang. Là hơn 3 cây số. Phía bên này là có chi cục thuế. Chi cục thuế của tỉnh và thành phố, nó nằm gần chỗ bệnh viện. Còn cứ đi thẳng lên đường 23 tháng 10 để đi lên xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh và đi lên Diên Khánh, đi lên quốc lộ. Em đo đi lên quốc lộ cho quý cô chú anh chị cũng biết luôn. À, lên Vĩnh Trung này, Diên An này, Diên An. Đây. Dạ vâng, di chuyển đi lên trên này là chỗ ngã ba Thành này, đoạn cây dầu đôi này. Đây là quốc lộ đi hướng đi ra Bắc, còn hướng này là hướng đi của Nam. Cái nhánh trên này cũng đi được vòng qua bên kia. Di chuyển qua đường Dệt Sinh thì mình có cái bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh khu vực này. Đó, tầm
900m. Di chuyển ra hướng cầu Trần Phú. Ra cầu Trần Phú thì tầm hơn 2 cây số. Đây di chuyển qua khu vực phía bắc này, biển Hòn Chồng này. Tầm 4 cây số. Đây tháp Bà Bonega. Tháp Bà Bonega thì gần 3 cây số. Chung là khu vực này thì rất rất là sầm uất luôn. Dạ vâng, quý cô chú anh chị hãy ân cái vị trí này thì inbox cho em với số điện thoại là 0356 004325 nhé. Dạ, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.